rồi. Anh em khi xem được kênh của mình thì anh em rút đăng ký nhé. Thì mình luôn luôn chia sẻ những video ẩm thực của Lạng Sơn, đặc biệt là món thịt cháo quay, luôn luôn cập nhật tình hình cho anh em xem, để anh em xem được là sướng con mắt những người nhậu, và anh em xem sướng con mắt và thích ăn thì anh em lên đây ăn được thích luôn. Giá cả thì thịt cháo này năm ngoái là 350 một cân nhỉ, đúng nhỉ? 350 một cân. Năm nay vẫn thế. Năm nay thì vẫn thế.
mai cơ mà. À mai nhỉ. Mai mới mất làm. Đang là tháng ngủ mà. Bắt đầu lên thớt rồi. Bắt đầu lên thớt. Đây 150. Chặt cái cầm chó này. Cho đứa tảo hợp 150. Ở đâu? 150 200 mấy người? 3 người. 150 nhá. Ờ 150. Cho đứa 150. Không buộc. Xoa xoa bớt anh đây.
Yeah.